giới thiệu với mọi người cái giấy gấp của origami nhá, giấy thủ công chuyên gấp, ví dụ như là gấp hạc, gấp đồ chơi, gấp các thứ cho đồ thủ công thì mình dùng cái giấy này, giấy chuyên dụng để mình có thể gấp và nó không bị nhàu nát, không bị nhăn, không mà gấp rất là thích và đẹp nữa. Như như cái set này thì nó sẽ có nhiều lựa chọn kích thước khác nhau. Ví dụ như cái set này thì nó là khổ vuông 25 cm. Khổ vuông 25 cm và một một set này thì nó sẽ có 40 tờ với 20 màu khác nhau. Đây, mọi người có thể thấy nhìn qua này, các bảng màu này, bảng màu nó ghi in trên này nhé. Đây. Đỏ này, hồng này, xanh này, vàng này. Xanh nhạt hơn này, hồng các thứ, xanh dương này, màu nâu, màu tím, màu hồng, màu trắng, màu đen, đầy đủ tất cả các màu. Đây nó sẽ có 20 màu và một một sấp này thì nó sẽ có 40 tờ và 20 màu, tức là mỗi mỗi màu sẽ có 2 tờ. Đây và gập gập từ tất cả các hình ở bên dưới này. Đây mình nó có túi ni lông nên ánh điện và nó hơi lóa. Đây gập hạc này, gập hình cầu, gập máy ảnh, gập con cá, con chim, gập các con vật nọ kia, cái hình quả bóng này, đủ các hình luôn. Đó, ở đây như ở trên này các bạn có thể thấy này, đây nó là màu đỏ đây nhá, cái tờ này nó là tờ giấy gấp luôn đấy thì nó là màu đỏ này, bên dưới này nó là màu hồng nhé. Xong rồi màu xanh, màu vàng các thứ, đây mọi người có thể thấy này, đầy đủ tất cả các màu luôn. Đó. Và cái này nó là size 25 cm vuông, vuông 25 cm. Đây. Với tất cả các màu, đây là bảng màu này, bảng màu bên dưới này, màu vàng, màu hồng, màu xanh, màu nâu, màu xanh dương này, màu xám, màu trắng, màu đen, tất cả các màu đây. Và ở bên dưới này thì nó có hướng dẫn gập, cách gập này, ví dụ như trên này thì là cách gập trong tróng này, đây ra một cái hình trong tróng, hình cuối cùng này ra một cái hình trong tróng này, còn như ở bên dưới này thì nó là ra một cái hình dạng hình hộp, đây cái hình hộp nhá. Còn trên này hình trong tróng này. Đây, hướng dẫn chi tiết các bước gập của hai mẫu này, đây là họ ví dụ, họ demo thôi, còn thì mình thích gập cái nào thì mình cũng có thể gập được. Và nó có rất nhiều các kích thước khác nhau nhé. Ví dụ như là set 15 cm vuông đấy, kích thước vuông. Set 15 cm và 20 cm, 25, 35 hoặc 50, hoặc là khổ A4. Đó. Kiểu kiểu như thế, có đầy đủ tất cả, hầu hết tất cả các kích thước. Và giấy này thì nó là dạng giấy một màu nhé. Ví dụ đây, mọi người có thể thấy. Ví dụ giấy một màu này, ví dụ như một mặt là màu màu hồng, một mặt màu hồng và một mặt màu trắng nhé, tất cả các cái đều thế. Ví dụ như cái này thì màu màu vàng đúng không, thì là một mặt là màu vàng và một mặt màu trắng. Nó đen cũng như vậy, một mặt đen một mặt trắng, còn như màu trắng thì là cả hai đều trắng luôn đấy. Tất cả các màu thì là một một mặt có màu và một mặt là màu trắng. Kích thước của cái khổ giấy này là 20 cm, set 40 tờ, 20 màu khác nhau này. Mọi người có thể thấy này, đây, ở đây nhé, 25 cm, 20 màu, 40 tờ và mỗi màu sẽ có 2 tờ. Và hàng chính hãng của Nhật luôn nhé. Các bạn có thể check mã vạch đầu 49 này, mã vạch của Nhật này. Mã vạch đầu, tất cả thông số mã vạch thì đều là của Nhật hết. Hàng bên mình đặt trực tiếp bên Nhật về. Giấy của Nhật thì nó các bạn sử dụng nó sẽ khác biệt hoàn toàn so với giấy của Trung Quốc. Giấy của Trung Quốc gập mà các bạn gập sai một đường mà xong rồi, hoặc là để nó bị nhàu nát cái là không thể dùng được luôn. Còn giấy này các bạn dùng thoải mái. Gập mà nó dai. Nó gập các nếp gập nó dễ gập. Giấy này là giấy chuyên dụng thủ công. Chuyên dụng luôn để gập gập nên là sử dụng rất là ok và không cần phải cắt bỏ đi. Mình cần kích thước nào thì mình đặt kích thước đó là đều có, nên là không cần phải thừa, không không sợ thừa, không phải cắt bỏ nhé. Ok, và thông tin liên hệ mình có để trên góc màn hình, số điện thoại đó có Zalo luôn. Mọi người cần thêm thông tin gì thì cứ liên hệ bên mình qua số Zalo đó, bên mình có nhân viên tư vấn và hỗ trợ cho mọi người nhé. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video.